Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về một cái giống cây ăn quả nữa mà thị trường hiện tại thì cũng đang phát triển, đó là cây giống me, me ngọt nha các bạn. Chia sẻ với các bạn về cái cách trồng cũng như là cái cách chăm sóc làm sao cho cây nhanh ra hoa. Đây, cây này mình trồng hôm qua Tết. Qua Tết rồi mình mới trồng thì nó khoảng được 3 tháng, hơn 3 tháng mấy 4 tháng nha các bạn. Thì tới thời điểm này hiện tại là giờ tháng 5 mình nè. Thì nó cũng cỡ 4 tháng. 4 tháng mà có hoa nè các bạn. Là do mình chọn cái cây ban đầu nó cũng hơi khỏe mạnh, to. Thì mình trồng thì nó nhanh ra bông ra trái nha các bạn. Thì để theo dõi coi cây này nó đậu quả và ăn cái trái nó có ngon hay không. Thì mình chia sẻ luôn để cập nhật lại các clip sau. Cái cây me Thái á, thì ở miền Tây mình cũng có trồng nhiều nha các bạn. Cũng đã có thu hoạch và cái trái ăn nó cũng, cái độ ngọt nó cũng cao, ngon. Do đó mình mới đầu tư trồng. Các bạn nào có nhu cầu giống thì liên hệ với bên mình nha. Liên hệ qua số điện thoại 0939 686894 nha các bạn. Cây nó nhú hoa cũng nhiều nè. Để phân biệt được cái giống me Thái thì các bạn nên mua những cái chỗ uy tín, và để nhận diện được cây me Thái thì cái đọt của nó lúc nào cũng, cái đọt của nó mới ra nè, nó đỏ, nó đậm nha các bạn. Đọt nào cũng đỏ hết. Còn như me thường mình thì cái đọt nó xanh, không có đỏ. Đây cái hoa nó đây. Đó. Các bạn có nhu cầu giống thì liên hệ với bên mình ha. Hướng dẫn tận tình. Cây nhanh ra quả lắm, bởi vì cái giống này nè là được nhân giống từ cây mẹ, nó đã có hoa có trái rồi. Do đó khi mà mình về trồng khoảng từ nửa năm là có hoa, nhưng mà tốt nhất thì cây mình nên để một năm. Cây ăn trái, tất cả các loại cây ăn trái nên để ít nhất khoảng một năm đến 2 năm thì chúng ta hãy để trái, để cho cái cây của nó phát triển nhanh, cái tàn của nó bung rộng ra. Còn chúng ta để trái như thế này thì cái tàn của nó sẽ sừng lại, không có phát triển, cái tàn, cái bộ tán của nó sẽ chậm, thành ra cái cây nó sẽ nhỏ chậm lớn, rất là nhiều bông luôn nha các bạn. Đây đang ra li ti rất là nhiều. Ở trong vườn nhà mình thì trồng khoảng được 100 cây, thì cái khoảng cách để trồng cái me Thái này thì chúng ta trồng khoảng 5 đến 6 mét là vừa nha các bạn. Thì nếu mà sau này 5-6 năm thì nó giáp tàn thì chúng ta sẽ tỉa, bấm tỉa bớt những cái tán mà nó giao nhau thì chúng ta sẽ cắt bỏ. Cái loại này dễ trồng, dễ chăm sóc, không có bệnh nha các bạn. Từ lúc trồng tới giờ mình thấy không phát hiện bệnh, rất là hiếm. Cũng cỡ 4 tháng rồi nhưng mà không có thấy bệnh. Đất trồng thì chúng ta ở Việt Nam mình hầu như là mọi loại đất đều thích hợp, mà nó sẽ thích hợp với những loại đất mà giàu dinh dưỡng thì nó nhanh ra hoa cho trái. Còn những cái vùng đồi thì chúng ta bỏ phân thêm, phân chuồng thường xuyên thì nó sẽ ra hoa ha. Đọt phát triển rất là nhanh. Khi chúng ta mua giống thì chúng ta lựa những cái cây khỏe mạnh thì nó sẽ phát triển nhanh thôi. Để mình qua bên đây coi cái cây kế bên thì nó phát triển cũng đồng đều nhau. Đây cái tán của nó nè. Cái này cái đọt của nó màu đỏ ha, đọt nào cũng đỏ hết nha các bạn. Đọt đỏ thì mới đúng giống me Thái. Đây, đọt của nó ra là đỏ nè. Thấy không? Nhiều lắm nha các bạn. Ở phía đây nữa nè. Thì cái tốc độ phát triển của nó cũng rất là nhanh. Mình có xem mấy cái clip trước thì thấy có nhiều người nói trồng 3 năm mới cho trái. Thực chất thì cái cây này nếu mà mình mua đúng giống, cây ghép từ cây bố mẹ già, cây cho trái rồi, thì cái tốc độ phát triển của nó khoảng chừng 1 năm là để trái được nha các bạn. Mình mới có mấy tháng mà cây nó rất là nhiều nhánh xum xuê. Rồi cây này dự kiến thì mình sẽ để một cây cho trái thôi, còn tất cả các cây còn lại mình sẽ ngắt bỏ bông hết và để trái một cây ăn thử thôi ha. Rồi năm sau mình sẽ để hết tất cả các cây trong vườn. Rồi cảm ơn các bạn đã
xem clip nha. Các bạn nhớ đăng ký cũng như là chia sẻ cho các bạn khác cùng biết về cái giống cây me Thái dễ trồng và nhanh cho trái. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.